Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube kênh bán hàng, quay video giới thiệu sản phẩm của cơ sở đầu gỗ Lỗ Tất Hữu Huân. Và trong video clip ngày hôm nay thì cơ sở đầu gỗ Lỗ Tất Hữu Huân xin trân trọng được gửi đến quý vị khách hàng một mẫu bàn ghế đang được bán cực kỳ chạy và cực kỳ hot bên cơ sở đầu gỗ Lỗ Tất Hữu Huân. Đó là bộ ghế Tần Thủy Hoàng được làm bởi chất liệu gỗ hương đá Lang Phi. Hàng này thì bên em làm gồm 6 món, gồm một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn, một đun kẹp ở xa và một đun con ở trước mặt quý vị khách hàng đây. Và những ai mà đang quan tâm đến mẫu Tần Thủy Hoàng được làm bởi chất liệu gỗ hương đá Lang Phi này thì hãy dành ra khoảng vài phút em xin giới thiệu qua những đường nét chi tiết của bộ sản phẩm cho tất cả quý vị khách hàng cùng xem qua. Dạ vâng, trước mặt quý vị khách hàng là chiếc đoàn dài đây. Chiếc đoàn dài này thì bên em có thước đoàn dài là 2m76, cao là 1m31 và sâu là 76. Và hàng này thì làm theo phân khúc của hàng dày dặn. Đây, từ cột đây, cột này của bên em là một cái cột 12. Cột 12. Và độ cong của cột là 35. Đó, cái dáng cột đây các bác có thể nhìn thấy. Rất mềm mại. Rất là cong, rất là mềm mại, cực kỳ đẹp. Đó. Còn phần tiếp theo của chiếc đoàn dài là phần ván mặt. Ván mặt này thì bên em làm dày 2 phân và làm nguyên một tấm các bác nhá. Dày 2 phân làm nguyên một tấm, được chọn vân tinh kỹ, tỉ mỉ đó. Còn tiếp theo về phần khuôn tranh, khuôn tranh này thì bên em làm dày 4 phân các bác nhá. Khuôn tranh dày 4 phân, hàng 3 tầng cổ chỉ, 1 2 3, 3 tầng cổ chỉ các bác nhá, 3 tầng cổ chỉ. Và yếm là yếm liền dày 4 phân các bác nhá, yếm liền dày 4 phân. Và tiếp theo đến phần chân. Chân của bên em là chân 12. À, chân 12 nhưng mà làm theo phân khúc của chân 14. Đấy, chân thuộc dạng chân vén đế liền. Đấy, chân vén đế liền các bác nhá. Yếm liền dày 4 phân. Đó. Tiếp theo là phần mai rùa. Mai rùa bên em là mai rùa liền xoáy. Mai rùa liền xoáy. Pháo là pháo 6 và pháo 7 các bác nhá. Đây pháo 6 và pháo 7. Pháo rất là to, tròn, cực kỳ đẹp. Đây, còn đây phần cột này các bác ạ. Đây phần cột. Cột này thì bên em đều được chọn phần. Đây, kể cả phần cột cũng đều được chọn phần. Rất là tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Đây, các bác có thể em sẽ bóc cái phần lớp bọc này ra cho các bác xem. Đây, đây phần cột. Đây, các bạn có thể nhìn thấy tận cảnh phần cột của bên cơ sở em. Đây. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy đây, tuyệt vời luôn, đẹp mê hồn chạy. Đấy, đẹp mê hồn các bạn ạ. Ui, cực kỳ đẳng cấp. Đấy, phần tiếp theo đây, phần xương. Xương này, cái phần xương này của bên em nằm dày 5,5 phân các bạn nhá. Đấy, xương này dày 5,5 phân. Và cái phần vách này, vách này của bên em làm cũng dày tới 5,5 phân các bác nhá. Đấy, vách là vách tảng, vách đặc. Đây, vách tảng, vách đặc. Đây, em quay cả phần sau cho bác xem. Đây, vách tảng, vách đặc. Đấy, hàng mặt trước, mặt sau đều như nhau, đẹp như nhau các bạn ạ. Đấy, phần tiếp theo là hai phần cột trong. Hai phần cột trong này thì bên em làm dày 6 phân các bác nhá. Đấy, dày 6 phân và trên của nó là có hai con nghê đục hai con nghê đối đầu với nhau. Đây, dưới có chữ lộc và dưới cùng là có những đồng xu. Đấy, cực kỳ đẹp. Và hai cái lách cài hai bên này của bên em cũng làm dày tới 4 phân các bác nhá. Đấy, dày tới 4 phân, rất dày, hàng cực kỳ dày dặn đó. Còn tiếp theo là hai chiếc ghế đôi. Hai chiếc ghế đơn này thì bên em đồng kích thước là cao là 1m31, dài là 1m16 và sâu là 76 các bác nhá. Ván mặt thì đều là ván mặt dày 2 phân, làm nguyên một tấm, dày 2 phân, làm nguyên một tấm. Khuôn tranh thì đều dày 4, khuôn tranh dày 4 phân, hàng 3 tầng cổ chỉ, 1, 2, 3, 3 tầng cổ chỉ các bác nhá. Yếm liền dày 4 phân, hàng là hàng vách tảng. Vách tảng các bạn ạ, mặt
mặt sau đây em quay cận cảnh kể cả phần ghế đơn mặt sau, mặt trước đều đẹp như nhau, đẹp mê hồn luôn các bạn ạ. Đấy, khung xương thì dày 5,5 phân, vách thì cũng dày tới 5,5 phân. Đấy, và hai cái lách cài hai bên này thì dày tới 4 phân các bạn nhá, rất dày. Đây, cột thì là cột 12 và độ cong của cột là 35 các bạn nhá. Kể cả phần cột đây đều được bên em chọn phần tỉ mỉ, kỹ lưỡng, tinh kỹ. Đó, tiếp theo và phần hai cái phần vách của hai chữ ghế đơn thì được đục chữ quý và chữ phú. Đây, quý và chữ phú hai bên hai chữ ghế. Đó, còn bên này thì trên chữ phú thì có cây mai. Đó, có cây mai. Còn bên này thì là có cây thông các bạn nhá. Đây, kể cả những đường nét đục các bác có thể nhìn thấy trên màn hình nhỏ của em. Đó, những đường nét đục chạm cực kỳ tinh tế và sắc nét. Đó, còn trường thì là trường liền các bác nhá, trường thì là trường liền xoáy. Rồi, trường liền xoáy. Và cái phần vách của đoạn này thì bên em đục 3 chữ phúc lộc thọ, tượng trưng cho sự may mắn, công việc làm ăn tươi tốt, tài lộc thì luôn luôn đến với nhà mình. Đấy, 3 chữ phúc lộc thọ. Hàng thì 100% là gỗ hương đá, không chọn lọc hay là bất kể gỗ khác, cho nên các bạn yên tâm. Tông gỗ thì cứ sờ vào thì cực kỳ là mịn, nó cực kỳ là mịn luôn các bác ạ. Còn tiếp theo là đến trước bàn. Trước bàn này thì bên em có thước là 81 x 1,57 m, và ván mặt bàn này thì bên em đục theo bức tranh, đục tựa theo bức tranh thuận buồm xuôi gió. Còn hai bên bàn thì mỗi bên sẽ có một chiếc ngăn kéo. Đây, một chiếc ngăn kéo các bác ạ. Và mặt ngăn kéo thì đục quả dưa các bác nhé. Còn phần bên cạnh thì là đều được đục hoa lá tây chạy xung quanh. Đây, hoa lá tây chạy xung quanh hàng 3 tầng gỗ chỉ các bác nhé. 1, 2, 3. Để các bạn thấy gỗ thì cứ là đều mông. Còn tiếp theo là đến trước đôn kẹp. Trước đột kẹp này thì bên em có tước là 45 x 81. Đây, và ván mặt đột kẹp thì bên em đục những cả chép và những bùng lá sen cực kỳ đẹp, tạo cho những nét hoa văn cực kỳ đẹp cho cái chiếc đột kẹp này. Đấy, còn về phần đầu đột kẹp thì cũng có một chiếc ngăn kéo đây, và chiếc ngăn kéo này thì cực kỳ tiện lợi khi các bác để đồ nhá. Những cái đồ nào mà các bác để trên bàn mà không cần thiết thì các bác có thể để vào đây cực kỳ tiện. Đó, còn tiếp theo phần cuối cùng là chiếc đôn con. Chiếc đôn con này thì bên em có thiết là 45 x 45, hàng được chọn vân chọn gỗ tỉ mỉ, kỹ lưỡng, tinh kỹ, sắc nét các bác nhá. Đó, cực kỳ đẹp. Tông gỗ thì cứ sờ vào thì cực kỳ là mịn, gỗ 100% là gỗ hương đá, không chọn lọc pha tạp bất kể gỗ khác, cho nên các bác yên tâm. Và để sở hữu một bộ bàn ghế đỉnh cao như này và đẳng cấp như này để kê vào phòng khách nhà mình thì cực kỳ đáng đồng tiền luôn các bạn ạ. Bỏ ra một số tiền và thu về một bộ sản phẩm đỉnh cao như này và chất lượng như này thì cực kỳ là đáng đồng tiền các bác ạ. Đấy, và vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu qua xong về những đường nét chi tiết của bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng, phân khúc hàng dày dặn to cao. Và những ai mà đang quan tâm đến mẫu Tần Thủy Hoàng này thì hãy trực tiếp liên hệ qua số hotline trên màn hình 0988685625, hoặc là liên hệ trực tiếp qua website tuckyuon.com để được tư vấn cụ thể hơn về những mặt sản phẩm các bạn đang quan tâm của bên cơ sở em. Và sau đây em cũng xin đóng video tại đây thôi. Hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo của cơ sở bên em. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.